gì đấy. Trái chúng ta đây chính là máy đính. Hôm trước mình mới giới thiệu đi qua rồi. Thế là chào mọi người đã quay trở lại với cả những chiếc vlog của NPT Chip. Đây là Ninh Bình ngày 2 mọi người ơi. Nay thì mình sẽ có một chuyến đi kiểu dạo quanh Ninh Bình mọi người ạ. Nhưng mà mình sẽ không phải là dạo quanh thành phố mà mình sẽ chạy trên cái con đường du lịch Tràng An ấy, để cho mọi người ngắm cảnh đường Tràng An đấy mọi người ạ. Và mình sẽ giới thiệu một vài khu du lịch của Ninh Bình cho mọi người biết. Và ngay bên tay trái mình đây chính là bến thuyền Tràng An đấy mọi người ạ. Đó, nếu như mọi người đi thuyền thì mọi người sẽ vào đây mua vé, xong rồi sẽ đi đường hầm, xong rồi qua bên bến thuyền bên này rồi đi xuống bến thuyền ở dưới kia để đi du lịch trên cái tour Tràng An này nhé mọi người nhé. Tức là những con thuyền này mọi người nhìn thấy không? Đó và nó sẽ đi vào trong những cái khu kiểu núi ấy, nó sẽ có từng tour một đấy. Mọi người sẽ đi vào đấy, xong rồi là đi một lèo tour, mình sẽ vòng ra kiểu đi ngắm cảnh nhé mọi người. Nói chung là cảnh rất là chill đấy mọi người ạ. Nếu như mà ai mà kiểu không hay là nhìn kiểu núi ấy cả kiểu sông nước các thứ thì mọi người đi ngồi trên thuyền nó không khác gì kiểu là mình thiền luôn mọi người ạ. Chill lắm, hưởng thụ lắm. Ok, chúng ta trải nghiệm nào. Trải nghiệm con đường du lịch này thì nó sẽ đến một điểm khá là hot mà nó cũng đã từng kiểu là một nơi mà tổ chức rất nhiều các lễ hội của Ninh Bình rồi cả, đúng mọi người đoán là mình đi đẹp quá xuất sắc luôn. Đi vào nhé. Tràng An này thì nó kiểu là nó cũng không là quá là kiểu nó không quá là kiểu giống nhiều đèo ấy, nên là thấy nó cũng dễ cua nhở. Đó, đến đoạn này thì chúng ta sẽ đi qua một điểm nữa thì khá là giống với cả Tràng An, nhưng mà vé vào rất là rẻ để ở Tràng An rất nhiều. Đó chính là động Am Tiên hay còn gọi là Tiên Tinh Cốc mọi người ạ. Đấy, nếu như mọi người đi vào điểm này thì mọi người hãy ghé bên tay phải nhé. Đó, đi vào một đoạn là đến Tiên Tinh Cốc. Tinh Cốc thì cái cảnh thì nó cũng tương tự như Tràng An, nhưng mà nó sẽ là một khu kiểu như là vòng tròn đi xung quanh một cái hồ thôi, chứ nó không phải là đi trên dòng sông như ở Tràng An đâu mọi người nhé. Mình sẽ để một vài hình ảnh ở đây để mọi người xem, mọi người hình dung nhé. Đây, và tiếp theo cái điểm mà mình muốn nói tới là nó rất nhiều lễ hội ấy. Mà chính ra đây mình đi thẳng vào đây. Giờ vào đây mình lại đi hướng về là Vương Quốc Vương mọi người ạ. Ở đây mình đi thẳng vào đây thì nó sẽ là để vua Đinh vua Lê mọi người ạ. Đó cũng là một chiếc địa điểm khá là hot ở Ninh Bình luôn. Bởi vì sao vua Đinh vua Lê này thì rất là nhiều những lễ hội ấy. Xung quanh vua Đinh vua Lê này thì như mình cảm nhận thấy là ở đây nó giữ được rất nhiều những cái sự kiểu cổ kính rồi cái chất kiểu cố đô của Ninh Bình mọi người. Đấy, còn ví dụ như kiểu thành phố thứ kia thì nó sẽ kiểu có một vài điểm du lịch nó còn kiểu giữ được cái chất của sự cổ kính của cố đô thôi. Còn ở đây thì mình thấy nó cũng khá là còn là giống. Còn giống với cả là cái cố đô của một kiểu thời xa xưa ấy. Ok, bây giờ mình sẽ cho mọi người vào đây xem nhé. Không được đi vào hả chú? À bây giờ cấm nhở? À thế à? Cái gì? Dạ. Cháu đi lượn mát vậy mà. Cháu đi lượn cho nó mát vậy mà, nhà cháu ở đây mà. Dạ. À tức là nếu mà có bảo vệ hỏi thì bảo là có người nhà thì cho vào. Tại vì ví dụ bình thường mà vào đi kiểu dân quanh đi vào chơi thì thấy việc gì đâu đúng không kiểu. Thế tức là ý là mình phải bảo là vào làng thì mới được đúng không? À tức là bây giờ vé lại bán ở. À dạ vâng. Dạ vâng. Ok, chắc vậy cháu cảm ơn nhá. Thôi cháu đi lượn lanh quanh Trường Yên tí. Dạ. Ok, vậy thì mình sẽ để một vài những cái hình ảnh ở cố đô Hoa Lư ở đây cho mọi người xem nhá. Rồi vào đấy là lại phải mua vé mà, như hồi xưa thì mình nhớ là mình đi xe máy được vào nhá.
bây giờ thì lại không được đi xe máy vào nữa. Ok, thế thôi, chúng ta lại tiếp tục đi tiếp nha. À rồi, cái quả núi, mấy quả núi rất là đỉnh, đỉnh của chót luôn đấy. Bây giờ có vẻ là cũng bắt đầu có khá nhiều các khách du lịch ở Ninh Bình rồi. Thấy khá đông thay rồi. Trời, về Ninh Bình với không khí ấy, mình chỉ nghĩ đến một cái farm kiểu Đà Lạt. Hoặc là một cái homestay thôi. Ui, lỡ. Đúng kiểu luôn. Mở lái này. Rồi. Rồi. Bên trái chúng ta đây chính là bãi đỉnh. Hôm trước mình mới đi ở đi qua rồi. Chân cua khá là đẹp. Rồi. Let's go, let's go. Ở này thì chắc là rất ít người biết là ở đâu, bởi vì mình nghĩ là đây chỉ có dân thổ biết được. Nếu như mà mọi người mà đi du lịch thì chắc mọi người chỉ đi qua thôi, chứ mọi người không thể nào biết được đây là địa điểm nào. Cầu Xui, nghe tên võ xui rồi đấy không? Đây là cầu Xui rất là dễ biết rồi. Đây, đây mình sẽ rẽ trái để đi vào rừng Cúc Phương nha mọi người nha. Tưởng thời tiết hôm nay không đẹp nhưng mà thực ra là vẫn rất là ok. Mình cứ tưởng là chiều nay nó sẽ mưa ấy. Lúc đi mình không đi vào hướng Cúc Phương mà vừa nãy mình đi vào hướng Mai Đình ấy, nhưng mà thấy thời tiết đẹp đẹp thì ok, mình lại lượn lên hướng Cúc Phương cho mọi người ngắm cảnh luôn. Thì xa xa kia chính là kiểu đấy, chính là kiểu rừng Cúc Phương đấy mọi người. Xa xa, nói chung là sau sau mấy gọn núi trước mặt mình ạ, sẽ là rừng. Đây đẹp. Nhưng mà đi cũng khá là xa. Ui, cái gì gì đấy. Tập lái thế sao, ghê quá. Phải xin học buổi đoạn này đẹp thế. Đấy, thật. Máy trưởng luôn đấy. Ôi ôi. Thế thì mình lên trên cái điểm này là điểm gì nhỉ? Tự nhiên mình quên giữ tên rồi, nó gọi là hồ Tức Mạc à? Ừ, hồ Tức Mạc đúng không mọi người? Thế thì mình sẽ lên cái điểm hồ Tức Mạc ấy thì nó sẽ rất là đẹp luôn mọi người. Mọi người đợi xíu nữa, mọi người sẽ là ngóng quả cảnh đẹp vãi tai luôn. Nào, mời anh em ngóng nhá. 1, 2. À, nhìn bên trái nhá, nhìn bên trái nhá. Đẹp không anh em ơi? Ui, sợ trong này, trong này đang sửa đường. Đỉnh quá. Đấy, view đấy. Mình hy vọng sau này ở đây nó sẽ có một khu du lịch hoặc khu homestay gì đấy, để cho mọi người có thể kiểu tận hưởng được cái không gian vẻ đẹp này. Vì mình thấy thực sự nó quá đẹp anh em ạ. Mình sẽ dừng lại chụp mấy cái ảnh. Đẹp quá. Quay đúng 200 của tôi, đỉnh quá anh em ạ. Như thế gì phải bàn nữa. Trời ơi, đẹp quá.
mọi thứ đang rất là kiểu đẹp mọi người ạ. Nhưng mà chắc là mình phải di chuyển thôi. Ok nhá, tạm biệt Hồ, tạm biệt Yên Quang nhá. Ok, vừa nãy mình buồn cười quá, mình nhầm cái hồ này là hồ Tức Bạc. Vãi thật. Ok, tạm biệt Hồ Yên Quang nhá, hẹn gặp lại Hồ Yên Quang trong một ngày gần nhất nhá. Đẹp quá Leo, núi non đẹp vãi. Mẹ đi vào đường này về cứ phải nói là siêu nhiều ấy luôn này, siêu nhiều bụi luôn đấy. Ngày xưa mình ở Ninh Bình á, mình luôn luôn có một cái thói quen là như này. Bình thường rảnh ấy, thì mình sẽ rất hay kiểu lượn lờ lanh quanh thành phố để tìm những cái kiểu góc chụp mới hoặc là tìm những cái góc nhìn mới để mình chụp ảnh ấy. Đấy, trước đây thì mình chụp cưới. Như thế nên là mình kiểu như là mình có khá nhiều các kiểu chất liệu để khai thác ấy, đa dạng rất là nhiều kiểu chất liệu. Nên là mình rất là hay đi lượn lờ mỗi khi mà mình cảm thấy kiểu bí ý tưởng hoặc là gần kiểu tâm hồn mình nó có một cái góc nhìn nó kiểu khác hơn ấy, thì mình sẽ lựa chọn cách là mình sẽ đi lượn lờ ngắm cảnh. Mình sẽ tìm những thứ mà tìm cái góc nhìn mới, cái mà nó có thể là bình dị, có thể là đơn giản để mình cảm thấy cuộc sống kiểu thực tại của mình nó rất là có ý nghĩa hoặc là nó rất là kiểu ok kiểu như thế. Đấy, cảnh trâu tắm này hay phết. Đấy, cò đậu luôn, cò đậu ở ruộng luôn kìa. Thật ra mọi người ở Hà Nội thì nói chung là bây giờ thì mình đã cũng thâm cũng đã hiểu tại sao mọi người nói là Hà Nội bắt đầu lên rất là thích, bắt đầu vừa tới thì rất là thích, và nếu như ở lâu rồi thì lại cảm thấy khá là bí bách em ạ. Tại đây mình cũng đang tính về Ninh Bình ở rồi mỗi tuần sẽ chạy lên được 1-2 lần, nhưng mà nói chung là mình như mình nghĩ thì khá là vất vả đi kiểu thế. Ok thì cho mình kết thúc cái vlog này tại đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những vlog lần sau nhé. Mọi người xem này như ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người bình thường gia đình nhá. Ok, bye bye.